Đây, chúng ta đang dừng ở con hoa đây, đúng không? Và hôm trước thì chúng ta có đang đổi các cái mã đấy, đúng không? Mã đây. Thì có lẽ chúng ta sửa một chút nhá, từ phong cơ sở này đang sẽ sửa một chút này. Đây chúng ta đang đặt cái text box mã chấm text này, đúng không? Bằng date time chấm now to sync. Chúng ta sẽ sửa một chút nhá. Đây chúng ta sẽ thay một chút ở đây là chỗ này chúng ta vẫn để text box mã này. Đấy. Nhá. Ta sẽ để lại. Chúng ta gắn text box mã trước để chúng ta hiển thị được cái thời gian trước khi chúng ta thêm vào. Nhá. Thì nhìn trông nó hợp lý hơn. Đấy. Cái chỗ parameter mã này, chúng ta sẽ vẫn để text box mã và chúng ta sẽ thay cái text box mã trước. Thì ý nghĩa của nó là chúng ta sẽ nhìn thấy cái text box mã nó thay đổi trước khi mà chúng ta thêm vào cơ sở dữ liệu nhé. Đấy. Thay vì việc chúng ta gán trực tiếp mã vào đây, và gán trực tiếp cái date time chấm now chấm to sync vào đây. Yeah. Hôm qua cũng vậy nhá. Hoa cũng vậy. Chúng ta cũng thay đổi cái text mã ở đây. Đấy. Thay đổi một chút, tại vì nếu chúng ta điền kiểu này thì trước khi mà nó nhảy vào cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái giá trị mà nó thay đổi. Đấy. Ta sẽ sửa cả ở nội dung thêm và sửa. Hai bước tiến sửa này cũng vậy này. À sửa thì không cần nhỉ, chỉ có thêm thôi. Chúng ta sửa thì chúng ta sẽ sửa theo cái mã ban đầu, đúng không? Đấy. Bước lần sửa này chúng ta có nên sửa mã không nhỉ? Không cần đúng không? Cứ để nguyên mã ban đầu đúng không? Từ đầu. Chúng ta không sửa mã. Đây này, trên đài mình không có sửa mã này. Vậy thì chỗ này là không cần, đúng trên này không có mã này. Trên này không có mã thì chỗ này không có mã luôn. Đấy. Đây là phong cơ sở nhé, đúng không? Phong khoa vậy. Phong khoa bút tiền sửa này nó chưa làm này, đúng không? Rồi test qua lại nhá. Sở này. Đó. Là chúng ta thêm thêm thử nhá. Đó, đúng không? Khi mà sửa ví dụ đây sửa thành số 7 ấy. Đó, ok. Khoa thì chúng ta đang làm nút thêm rồi, đúng không? Đây, chọn cơ sở này.
Đó. Em. Như vậy là cái form thông tin khoa hôm trước chúng ta làm ấy thì chúng ta mới làm nút thêm thôi, đúng không? Và nút thêm của chúng ta thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta đang chọn cơ sở này. Và đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang kiểm tra cái mã nhập vào bị trùng, đúng Đúng rồi. và đây chúng ta có cả phần kiểm tra là đã chọn cơ sở hay chưa này. Nếu như mà kiểm tra trùng mã có giá trị true và chọn cơ sở có giá trị true thì chúng ta sẽ cho phép là insert vào. Rồi tiếp tục với phong khoa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một công việc là gì? Là khi chúng ta kích vào trên khoa này, đúng không? Thì các dữ liệu nó sẽ được truyền lên đây. Đấy, nó sẽ được đưa lên trên các cái khu vực của text box này. Thì để làm việc này chúng ta sẽ sử dụng cái sự kiện nhá. Các em kích vào phần sự kiện này, kích vào thuộc tính và chọn sự kiện của Delta Click View nhá. Và như thầy nói chúng ta không nên chọn sự kiện là Sell Content Click nhá. Tại vì content click này thì nhiều khi những cái content của chúng ta nó khá là ngắn và chúng ta không kích được vào chính xác, đúng không? Nên chúng ta chọn self click nhé. Self Và đây chúng ta sẽ có các thông tin ta cần đưa vào như là cơ sở này, mã này, tên, liên hệ và ghi chú. Sở.text này sẽ bằng gì? Ở đây chúng ta có mã cơ sở, đúng không? Đấy. Ở đây chúng ta chỉ có mã cơ sở thôi. Nhưng mà trên này chúng ta có cơ sở này, đúng không? Đấy. Nên là bây giờ chúng ta sẽ rất là dở. Bây giờ chúng ta có nên đưa thêm cái cơ sở vào đây không để chúng ta lấy được dữ liệu ở đây không? Không cần ạ. Không cần á. Thế làm nào để chúng ta khi kích vào phần dưới này chúng ta lấy được tên cơ sở? Lại dùng một câu truy vấn à, nó có cồng kềnh quá à. Đấy. Vì khi mà chúng ta sửa nhiều khi chúng ta cũng có thể là phải chọn lại cơ sở hoặc là cũng có thể không, đúng không? Nhưng mà cơ sở nó phải hiện lên trên này thì lúc mà chúng ta thêm vào nó mới sửa nó mới nhanh được, đúng không? Đây nhìn lại nút thêm của chúng ta này, nhìn lại nút thêm của chúng ta nhé. Nút thêm của chúng ta thì làm nào chúng ta có mã cơ sở, làm nào chúng ta có mã cơ sở nhỉ? Sở này sao
Đây, ma cơ sở chúng ta đang ở đây này, đúng không? Ma cơ sở chúng ta đang ở level 17 này, à level 7 này, đúng không? Và mã cơ sở này là chúng ta lấy được là gì? Là khi mà gì? Khi mà chúng ta đang chọn select mã, đúng không? Phòng cơ sở. Vì chúng ta vậy thì chúng ta cũng có thể là sử dụng lại cái này, đúng không? Để lấy lại mã cơ sở được không? À, lấy lại tên cơ sở chứ. Là không có thể cái cứ xuống lên sao về lấy lại cái thông tin của em ở phía dưới thì mình đọc cái biết ở đây em vào tên cơ sở còn ba mươi em vào của cái combo box bây giờ mình đang có mã cơ sở, khi mình kích vào đây là mình có mã cơ sở này, đúng không? Nhưng mình phải lấy tên cơ sở để đưa vào combo box này. vâng thì cái ở trong phần gắn cái vào cái thì mình gắn được cả cái cơ sở luôn thứ mà thầy chỉ cần được cái cách chọn là hiển thị cái gì và khi chọn được mình lấy giá trị gì đây, cái đoạn này là mệt. Nói chung là phải làm lại đoạn này. Đây là select tên này, đúng không? Và mã này. Và mã này. Và mã ở đây nó sẽ là cái chỗ delta cái view này. Xem máy đây 0 1 2 3 4 và đây thì chúng ta sẽ gán cái combo box cơ sở chấm tách bằng phức tạp đấy. Đấy. Bắt đầu lỗi. Đấy, hai cái này giờ nó đá nhau rồi, đúng không? Đây nha. Connection will not close. Chỗ này nó vẫn đang mở. Vì nó thay đổi. Hãy
cách mà nhanh nhất thì chúng ta làm thêm một cái tên cơ sở ở đây này. Làm thêm một cái tên cơ sở ở đây này. Thì nó loát ra. Đấy, để thêm tên cơ sở ở đây này. Và khi mà chúng ta load ấy, chúng ta load thêm cái tên cơ sở. Đây, form for load này. Và làm nào để load được thêm tên cơ sở nữa thì để chúng ta phải sửa trong này. Chúng ta sẽ cần khoa đúng không? Với cơ sở này. Khoa chúng ta có mã này, tên này. Liên hệ ghi chú. Tên liên hệ ghi chú mã cơ sở và thêm tên cơ sở. Mã tên liên hệ ghi chú này, mã cơ sở và chúng ta sẽ cần thêm tên cơ sở này. Tên cơ sở nhá. Đây, chúng ta sẽ đưa vào phòng loát nhé. Rồi, file nào cũng ra rồi nhỉ? Đây.
Thêm một cái nữa vào đây. Năm. Đấy, chúng ta sẽ có tên cơ sở ở đây này. Khi đó thì vấn đề trở nên rất là đơn giản. Cô mô góc cơ sở chẳng tích sẽ bằng 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vừa ra chẳng sao 5. Thêm thử một cái này. Vấn đề nó trở nên đơn giản không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mã tên liên hệ với ghi chủ. Tách bốc mã. Mã sẽ bằng gì? Mã là không. Tách bóc tên một ghi chú liên hệ hai ghi chú ba hết rồi đúng không? Yeah, hết rồi. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Và bây giờ chúng ta có thể làm sửa được rồi. Thank you.
Bốn lần sửa nhá. Sửa thì chúng ta sẽ không sửa mã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
button sửa đây, chúng ta sẽ sửa theo mã nhá. Và chúng ta cũng không sửa này, đúng không? Chúng ta chỉ sửa tên thôi, mã để nguyên. Bắt đầu sửa tên liên hệ ghi thứ. Là chúng ta thay thay mã bằng cái mã này. Origin mã này. Tiếp theo là nút xóa này. Nút xóa này cũng thế. Nút xóa chúng ta chỉ cần mã thôi, không cần gì cả. Xóa thử nhé, xóa phát mất luôn. Ở nút xóa này thì chúng ta nên nên có một câu hỏi trước, đúng không? Hỏi trước là có nên xóa hay không. Cái này có lẽ để nhanh thì thầy sẽ copy từ cái form cơ sở. Copy thì cái này nhanh nhanh nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bạn có muốn xóa 99 không? Đó. Và nút thoát cũng vậy, chúng ta cũng copy thì phong cơ sở nhé. Cái này thì buổi trước là làm rồi cho nên là copy lại rồi. Xong. Như vậy là cái phong khoa của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khu vực này, này khu vực nạp này đúng không? Chúng ta sẽ thấy hơi lạ một chút đúng không? Tại vì là chúng ta sẽ lấy thêm cái tên cơ sở. Đấy, cơ sở chấm tên ép tên cơ sở này. Hãy Ở đây chúng ta thấy rằng là thầy đang inner join cái cơ sở. Đấy. Inner join cái cơ sở vào trong cái bảng khoa. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.